Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2020, chương trình thời sự gồm có những nội dung chính sau đây. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 2, khóa 12 mở rộng, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Châu Đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, doanh thu thông qua chợ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.837,63 tỷ đồng, đạt 46,72% so với kế hoạch. Có 324 hộ đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên lượng du khách đến thành phố chỉ đạt 2.157.900 lượt khách so với cùng kỳ giảm 1.417.100 lượt, Tuy nhiên do thành phố đã chủ động thực hiện tốt và thường xuyên công tác tuyên truyền, hỗ trợ du khách phòng chống dịch Covid-19 nên đã tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến châu đốc. Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm tiếp tục được đầu tư, triển khai thi công, công tác quy hoạch, môi trường, quản lý đô thị được quan tâm đúng mức. Thành phố hiện có 13 tuyến đường dân minh đô thị, sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, chất lượng, không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Đặc biệt, thành phố đang triển khai thực hiện mô hình ương cá ba sa trong ao đất. Hiện nay, mô hình đang cải tạo ao, chuẩn bị thả con giống. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Chính sách xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đúng mức, kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 được ban thường vụ thành ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức cá nhân, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 6 tháng cuối năm 2020, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục khôi phục tình hình phát triển kinh tế trở lại, đảm bảo thu chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, triển khai các kế hoạch kích cầu du lịch, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, triển khai các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh đảm bảo các chỉ tiêu bảo hiểm y tế tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đồng thời ra soát hoàn chỉnh hồ sơ sau đại hội phân công bố trí nhân sự phù hợp với đề án nhân sự xây dựng quy chế làm việc xây dựng chương trình làm việc phù hợp với nghị quyết đại hội đã đề ra tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng tạo bước đột phá trong thời gian tới Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch đăng cai tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và hội thi bơi lặn cứu đuối, chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang lần thứ 14 năm 2020 tại thành phố Châu Đốc. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020, lòng ghép với lễ khai mạc hội thi bơi lặn cứu đuối, chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang lần thứ 14 năm 2020. Lễ phát động diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2020 và hội thi bơi lặn cứu đuối diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại hồ bơi khu liên hợp thể thao thành phố châu đốc đối với hội thi bơi lặn cú đuối các thí sinh sẽ thi đấu với các nội dung bơi tự do bơi ếch bơi ngửa bơi tiếp sức lặn tiếp sức thi đấu cá nhân nam nữ ở các nhóm tuổi 6 đến 11 tuổi 10 đến 11 tuổi 12 đến 13 tuổi 14 đến 15 tuổi và 16 tuổi trở lên Hội thi là sân chơi để các vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh được thi đấu, cò sát, nâng cao thành tích, góp phần đẩy mạnh phong trào học bơi, bơi cứu đuối tại các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân hiểu, nắm được lợi ích của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dẫn động toàn dân tích cực tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành các địa phương gia đình nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi học bơi và công tác phòng chống đuối nước góp phần giảm tai nạn đuối nước nhất là trong đối tượng trẻ em học sinh Cũng trong ngày 16 tháng 7 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 7 năm 2020 cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân thường trực, chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu chiến binh và lực lượng Ban Chỉ huy quân sự 7 phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Dịp này, các đồng chí cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã được nghe 4 chuyên đề gồm tổng hợp tình hình thời sự trong nước lực lượng vũ trang và thế giới nổi bật thời gian gần đây chương trình chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ của việt theo quân đội chủ động đấu tranh đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội

thông qua buổi thông tin thời sự nhằm định hướng một số nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thành phố nâng cao ý thức trong tiếp cận thông tin, không để mơ hồ mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, ủy ban nhân dân phường châu phú b tiếp và làm việc với đoàn khảo sát học viện chính trị quốc gia hồ chí minh dịp này đoàn khảo sát đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác phát triển đô thị thực thi chính sách phát triển đối với đô thị dùng tây nam bộ và đoàn đã tiến hành khảo sát thông qua lấy ý kiến đóng góp giao phiếu khảo sát về quan hệ sản xuất quan hệ xã hội giai tầng xã hội đô thị dân số việc làm lao động và thu nhập đô thị các dịch vụ xã hội an sinh xã hội ở đô thị vệ sinh môi trường lối sống đô thị, quản lý xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội đô thị. Bên cạnh đó, đoàn còn trao đổi, tìm hiểu thêm một số vấn đề để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, tác động xã hội trong phát triển đô thị, dùng Tây Nam Bộ. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Châu Đốc đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A về kết quả công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường Châu Phú A. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trong thời gian qua đã được ban chỉ đạo phường và ban vận động các khóm thực hiện khá tốt. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt việc tốt về văn minh đô thị, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, gia đình hiếu học, nuôi con ăn học thành đạt, xã hội từ thiện giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, ban chỉ đạo phường đã phối hợp với hội phụ nữ tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, không bạo lực gia đình được 10 cuộc với 425 lượt người tham dự. Phường Châu Phú A có 11 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 11 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy được củng cố và duy trì hoạt động, từ đó giúp cho các hội chị em phụ nữ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, làm kinh tế, nuôi dạy con giỏi. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú Bê có 6.660 hội viên với 211 tổ phụ nữ. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 5.600 hộp cơm chay với số tiền trên 67 triệu đồng. Kết hợp hội nông dân phường phát 2.200 suất bánh canh với số tiền trên 22 triệu đồng, phát miễn phí 600 khẩu trang, 50 cục xà phòng. Bên cạnh đó, hội còn vận động hỗ trợ cho 4.000 học sinh và năm hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 12 triệu đồng. Dân động mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng cho một cụ bà neo đơn, phát 132 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và các lạc bộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hội thành lập được 7 tổ hồn vốn không tính lãi, 8 tổ tiết kiệm theo gương bác với hình thức nuôi heo đất, kết hợp ngân hàng chính sách và xã hội thành phố, giải ngân cho 98 hộ gia vốn với số tiền 700 triệu đồng, hỗ trợ 20 chị khởi nghiệp từ nguồn quỹ châu Á cho 16 chị với số tiền 40 triệu đồng. Trong thời gian qua, xã Dĩnh Tế đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển sản xuất dạy nghề, tạo việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Năm 2019 vừa qua, thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Tế đạt 48,274 triệu đồng một người một năm. Năm 2020, xã phấn đấu đạt 60 triệu đồng một người một năm. Để đạt được tiêu chí thu nhập, xã Vĩnh Tế đã thực hiện nhiều mô hình như tại tiểu dùng năm thành dùng chuyên sản xuất cây ăn trái, thành lập một hợp tác xã cây ăn trái tại ấp Vĩnh Khánh 2, tổ chức 3 lớp hội thảo về ứng dụng công nghệ sinh học, đầu tư hệ thống trạm bơm điện, cơ giới hóa đồng ruộng nhằm làm giảm chi phí nâng cao thu nhập cho người nông dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn giống dây ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Để thực hiện được mục tiêu về nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tiêu chí số 10 về thu nhập, xã Dĩnh Tế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn và sớm hoàn thành tiêu chí số 10 và các tiêu chí chưa đạt để đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam đã đưa vào hoạt động điểm thông tin và hỗ trợ khách du lịch tại khuôn viên Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Sau hơn 2 tháng hoạt động, điểm thông tin và hỗ trợ khách du lịch đã đem lại những hiệu quả thiết thực cho du khách khi đến với khu du lịch quốc gia núi Sam. Tại đây, du khách đã được các thiết minh viên trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cụ thể thông tin về du lịch, các điểm di tích, danh lam thắng cảnh để du khách tham quan, cung cấp cảm năng du lịch cho du khách. Theo số liệu của Ban Quản lý Khu, trong tuần, lượng du khách đến tham quan tại khu du lịch quốc gia núi Sam ước khoảng 85.200 lượt, từ đầu năm đến nay khoảng 2.604.000 lượt khách, sau cùng kỳ giảm 41,6%, thu phí tham quan trong tuần được 852 triệu đồng. Việc xây dựng điểm thông tin và hỗ trợ khách du lịch nhằm cung cấp các thông tin bổ ích, đầy đủ về hoạt động du lịch của thành phố Châu Đốc, qua đó quảng bá hình ảnh du lịch và con người của thành phố Châu Đốc đến giới du khách trong và ngoài nước. Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, nông dân các vườn xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã thu hoạch lúa hè thu được 1.371,76 trên 6.518,57 ha, đạt 21,04%, năng suất 4,5 đến 6 tấn, giá bán 5.200 đến 5.400 đồng một ký. Các trà lúa còn lại đang ở trong giai đoạn làm đồng, trổ và chính. Trong tuần có 167 hecta lúa bị sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ. Để bảo đảm vụ lúa hè thu 2020 thắng lợi, ngành nông nghiệp thành phố Châu Đốc tiếp tục khuyến cáo nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ đồng ruộng, nhằm kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng ngừa kịp thời, hiệu quả. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt